Chiều nay ngày 27 tháng 8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đậu Thanh Tùng đã chủ trì hội nghị Ban tổ chức chương trình cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm Hiệp định Geneva và chuyến tàu tập kết 1954-1975. Chương trình cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm Hiệp định Geneva và chuyến tàu tập kết 1954-1975 có tên gọi Niềm tin và khát vọng do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện sẽ được tổ chức vào 18 giờ ngày Chủ nhật mùng 1 tháng 9 năm 2024 với 3 điểm cầu: Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Thanh Hóa. Điểm cầu Thanh Hóa được đặt tại khu lưu niệm đồng bào chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc tại thành phố Sầm Sơn. Đến thời điểm này, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng nội dung, kịch bản cầu truyền hình, chương trình nghệ thuật. Đến hết ngày 26 tháng 8, đơn vị tổ chức đã thiết kế, dàn dựng xong sân khấu và các điều kiện kỹ thuật tại điểm cầu Thanh Hóa. Các đơn vị thành viên ban tổ chức cũng đảm bảo tiến độ các công tác chuẩn bị hậu cần như điện, hạ tầng viễn thông, phương án đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa, cơ quan thường trực ban tổ chức đã phối hợp với các thành viên triển khai các nội dung nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện công tác tuyên truyền, gặp gỡ nhân chứng tham gia điểm cầu, bố trí nhân sự, thiết bị kỹ thuật, xe truyền hình lưu động và các thiết bị hỗ trợ khác để Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các công việc liên quan tại điểm cầu. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đậu Thanh Tùng đánh giá cao sự vào cuộc của các sở ngành đơn vị thành viên trong phối hợp tổ chức cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm Hiệp định Geneva và chuyến tàu tập kết. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh, đây là một trong 3 sự kiện lớn và hàng loạt các sự kiện khác mà tỉnh Thanh Hóa tham gia hoặc chủ trì thực hiện nhân kỷ niệm 70 năm đồng bào chiến sĩ miền Nam tập kết ra miền Bắc. Sự kiện mang ý nghĩa lịch sử to lớn, thể hiện tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc và ý chí quyết tâm đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, đem lại độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Với ý nghĩa đó, công tác chuẩn bị phải kỹ lưỡng, chu đáo với tinh thần trách nhiệm cao nhất của từng tập thể cá nhân được giao nhiệm vụ. Thời gian không còn nhiều, vì vậy các thành viên ban tổ chức cần theo dõi, bám sát nhiệm vụ được giao, tiếp tục phối hợp thực hiện các phần việc theo đúng yêu cầu, đảm bảo tiến độ để chương trình cầu truyền hình trực tiếp được tổ chức thành công.